sâu đâu ngăn niềm tin mãi mãi, giờ chỉ đêm đen hay ngàn cơn giông tố, tình thương trao nhau nơi đó khác chi thiên đường. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chào mọi người, Đức Tiến đang có mặt tại đường Cookwood tại Houston. Bây giờ thì đây là đến nơi mình tham quan một cái chỗ này của cha Trương Bửu Diệp, mà lần đầu tiên Đức Tiến được đến đây phải nói là rất là lạ, trong một ngôi nhà ở đây. Và tìm trên web thì không có, nhưng mà nhờ có cô em đưa đến đây. Đây là Helen, mình vô trong thăm cha Trương Bửu Diệp nha. Helen giỏi quá, Helen mở được nó lên. Có cái lớp móc này nè, giữ an toàn. Nói chung là khi mà quý vị phương xa tới á, mà phải gọi điện thoại cho người giữ. Đúng rồi. Mở được không nhỉ? Được chứ, chìa khóa mà sao mở được. Ồ yeah, mình vô trong nha. Đây nhà nguyện. Mình có được nghe được không vậy? Chắc được chút. Đây là Trương Bửu Diệp. Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên. Đây là cái bàn rất là đặc biệt. Đây là cái bàn được đem từ ở bên Cambodia qua đây. Bằng gốc từ xưa, original. Đúng rồi, tại vì cha làm cái rửa tay lần đầu tiên. Và vừa rồi thì trong cái mùa tạ ơn đó là mình khánh thành cái nơi này, mở ra nhà nguyện để cho quý vị đến đây cầu nguyện. Đây là cái khăn trải bàn original luôn nha. Nè, cái này là mấy chục năm rồi, hơn 80 năm rồi đó. 80 năm. Này cái vết đổ cũng có rượu nè. Nói chung là cái bàn này là được y chang, nhưng mà mấy chục năm vừa qua cái đó là cái bàn từ bên Campuchia, tại vì hồi đó đó là cha học bên đó. Bên Campuchia. Đúng rồi, rồi xong rồi cha mới qua bên mình. Mà hồi xưa thì cái thời đó bị bắt bớ nhiều lắm. Bây giờ mình cầu nguyện. Ok, mình đốt này, chạy đi nha. Đây là một trong những cái nơi mà khó tìm thấy. Cha Trương Bửu Diệp ở Houston có hai địa chỉ, mà cái địa chỉ này là địa chỉ hiếm có, nằm ở trong khu nhà dân chứ không có nằm trong khu riêng biệt như commercial hay thương mại. Ở đây là được một người họ đứng ra, họ donation nguyên một cái nhà luôn để cho có nơi cầu nguyện. Em có cầu nguyện không? Anh cầu nguyện trước hay cầu nguyện? Ok. Đường này hả? Đúng rồi, mình có thể ghi cái lời cầu nguyện của mình. bên này có phòng sinh hoạt nè, có rất là nhiều sách ở đây để mọi người có thể đến đây đọc những sách lời của Chúa, rất là nhiều quyển hạt giống Kitô phụng vụ, những quyển về Chúa Giêsu, hay là những quyển về câu chuyện gia đình. Nói chung ở đây có kệ sách ở đây, rất là nhiều quyển ở đây, thông điệp cũng rất là hay. Maria hiền mẫu Chúa Kitô, thấy mình chơi không vậy? Sắp đến mọi người đọc. Bên này bên đây cũng có rất là nhiều những quyển sách liên quan tới những vấn đề khác. Là sách trong cuộc sống, sách xưa, đây là giống như sách xưa ha. Sách xưa cũng rất là nhiều. Bên đây có hình của cha ở đây nữa. Bên đây thấy cha đây. Wow, cái này một bức tranh mà trên này có cái chuỗi nha hạt luôn, có cái chuỗi hạt rất là đẹp. Phía xa là có cái không gian phía xa, đây là nhà bếp rồi. Cái xứ này là ôi nhà bếp, ô cái nhà này là người ta donate hết toàn bộ cái chi phí luôn rồi hả? Đúng rồi, người ta donate hết. Bên cạnh đó thì mình vẫn có thể làm những cái tiền đó, và charity, những cái tiền mà mình donation đó. Có hai cái hình. Ở đây ở trên đây thì cũng có. Ở trên đây thì có một cái bảng để mình hiểu thêm về cái bảng thánh tích này. Bây giờ đang đi được phong thánh, nhưng mà mình cũng đang cầu nguyện để tiến trình phong thánh được thành công tốt đẹp. Có thể lại quay cái bảng cái bảng thánh tích không nè? Đúng rồi, bảng thánh tích. Đây. Mỗi tầng ở đây nè. Đây là bảng ghi là bảng thánh tích. Cha Francisco Trương Bửu Diệp bàn thánh tại họ đạo Hố Trư, tỉnh Kandal, Cambodia, Campuchia. Họ đạo đầu tiên sau khi lãnh nhận thiên chức đinh mục 1924. Bàn thánh được đưa về Houston, Texas ngày 10 tháng 6 2016, là bao gồm nguyên cái bàn này và cũng như cả cái khăn cho bàn này. Từ năm 1924 mà bây giờ đến năm 2020, tính ra như vậy là gần 96 năm. 96 năm đúng không? 96 năm, cái bàn này đã là 96 năm được mang về đây. Ok, rồi hôm nay Đức Tiến cùng với Hai Linh đến thăm cha và thắp nến và cầu nguyện. Thì cái địa chỉ không nhớ hết, tí xíu Tiến sẽ để cái địa chỉ phía dưới cho những ai mà có đến Houston á, thì mình sẽ có đến đây có địa chỉ và có cái số phone mà để ngoài á, cho những ai muốn gọi lấy hẹn trước ha, thì để đến để biết có người mở cho mình đến thăm và thắp nhang. Thì mình xin chào mọi người nha. Nhưng mà cậu cũng nói luôn là ở trên đây cũng có phòng, nếu như mà mấy quý vị bên một tu sĩ ở phương xa mà tới đó, họ cũng có sắp xếp luôn đấy. Có phòng cho nghỉ lại luôn. Dạ, ở trên lầu cũng có. Rồi, ok, bây giờ mình chào. Mình đi ha, rồi, chào mọi người.